Mở đầu bản tin, chúng tôi xin được cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có thêm 1.341 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh điều trị khỏi lên 53.864 trường hợp. Toàn tỉnh có hơn 600 người khai báo y tế. Ngày hôm nay, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh với 690 ca bệnh F0 mới. Cụ thể, huyện Chợ Đồn 148 ca, thành phố Bắc Cạn 107 ca, huyện Bạch Thông 92 ca, huyện Ba Bể 86 ca, huyện Na Rì 80 ca, huyện Ngân Sơn 79 ca, huyện Chợ Mới 43 ca, huyện Bắc Nẵm 30 ca và Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25 ca. Đánh giá cấp độ dịch, huyện Chợ Đồn thuộc vùng vàng, huyện Ngân Sơn vùng cam, các huyện Ba Bể, Bắc Nẵm, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Mới và thành phố Bắc Cạn thuộc vùng đỏ, cấp độ dịch rất cao. Trong một tuần trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có xu hướng giảm khá nhanh, từ hơn 1.000 ca bệnh mỗi ngày xuống còn hơn 800 ca vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 4. Điều này cho thấy tỉnh Bắc Cạn vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Thời gian cao điểm nhất, tỉnh tiếp nhận hơn 2.600 ca bệnh một ngày. Tuy nhiên, số ca bệnh tử vong chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp so với tỷ lệ tử vong của cả nước. Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động trong chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các bộ ngành trung ương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường kỷ luật kỷ cương, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu tất cả công dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K, tùy theo điều kiện của cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh sàng lọc để phát hiện người mắc COVID-19 và cách ly điều trị theo quy định. Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để chủ động có các biện pháp hoạt động phù hợp. Thưa quý vị khán giả, mặc dù số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng. Hiện đa số người dân từ 12 tuổi trở lên của tỉnh đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là trong việc phòng bệnh, mà phải tuân thủ khuyến cáo 5K, hạn chế đến nơi đông người, tụ tập khi không cần thiết. Thực tế cho thấy, đa số người dân đều nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân ý thức phòng chống dịch chưa cao, vẫn có tình trạng lơ là, chủ quan. Cá biệt, một số người dân khi tiêm đủ liều vaccine lại chủ quan cho rằng mình tiêm phòng rồi thì sẽ khó bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2, hoặc nếu có nhiễm cũng chỉ ở mức độ nhẹ, từ đó không thực hiện nghiêm khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là nhiều dịch vụ thiết yếu được mở cửa trở lại. Nếu không thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là điều có thể xảy ra. Thì hiện nay đúng là có xuất hiện những cái tâm lý chủ quan của người dân khi mà mắc COVID-19 và là mình đã tiêm vaccine, tiêm đủ liều rồi, có người tiêm mũi 3, mũi nhắc rồi đó. Đấy, người ta chủ quan, người ta không thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Cái này là hoàn toàn là rất là nguy hiểm cho cộng đồng. Do đó, mặc dù được tiêm phòng vaccine thì mỗi người vẫn phải thực hiện các biện pháp dự phòng, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Trọng tâm là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Bác sĩ Nguyễn Thái Hồng cũng cho rằng một số người tiêm vaccine có thể không bị mắc bệnh nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác. Chẳng hạn như lây cho người già có bệnh nền, khiến họ có thể trở nặng hoặc tử vong, hoặc có thể lây cho trẻ em, do hiện nay trẻ dưới 15 tuổi chưa được tiêm vaccine. Chính vì vậy, cần luôn luôn tăng cường ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch vẫn là hai cái yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất là vẫn phải thực hiện 5K để tốt. Và cái thứ hai nữa là phải đến cái lịch tiêm vaccine, là phải đi tiêm vaccine. Những cái người mà tiêm cái liều cơ bản rồi, thì khẩn trương là tiêm cái liều nhắc lại sau 3 tháng. Và những ai đặc biệt là chưa tiêm vaccine là cần phải thực hiện tiêm vaccine ngay. Theo nhận định của ngành y tế, thời gian tới dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ, thì người dân cũng cần đề cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kể cả khi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.
Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm. Hộ chiếu vaccine điện tử sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Lưu ý để xa tầm với của trẻ các loại chai lọ đựng chất khử khuẩn. Trước khi học sinh quay trở lại trường, 1. Vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng. 2. Khử khuẩn trường học một lần, phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng. Trong thời gian học sinh học tại trường, mỗi ngày một lần sau buổi học, lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. 2. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy. 3. Mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. 4. Mở cửa ra vào và cửa sổ lớp học, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 5. Hạn chế sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. 6. Bố trí đủ thùng đựng rác, thu gom, xử lý hàng ngày. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn.